xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch lên trao tặng các giải thưởng cho các doanh nghiệp. Trân trọng kính mời. Và trước hết thì chúng tôi xin được chúc mừng các doanh nghiệp đạt danh hiệu doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa tốt nhất Việt Nam năm 2019. Chúc mừng công ty lữ hành Hà Nội Tourist, thành phố Hà Nội. Xin được trân trọng cảm ơn ông Lê Khánh Hải.